Rồi, Phúc xin chào cả nhà mình ha. Chúc cả nhà có một ngày cuối tuần thật là tràn ngập trong ý niệm tình yêu thương, lòng biết ơn và dành cái thời gian chất lượng cho những người thân yêu của mình ha. Rồi, ngày hôm nay Phúc dành một cái món quà rất là đặc biệt đến cho cả nhà của mình. Những cái kiến thức này nó rất là tuyệt vời luôn. Nó đã làm thay đổi từ những cái suy nghĩ của anh Phúc cho đến là những cái bên ngoài thực tế của anh Phúc và tất cả những anh chị em trong câu lạc bộ Chạm Tay Hóa Vàng. Thì lời đầu tiên có phép Phúc được gửi lời biết ơn đến những người thầy của anh Phúc, đó là Chủ tịch Trịnh Huy, Chủ tịch Nguyễn Diễm, Chủ tịch Trần Vi, Chủ tịch Võ An, Chủ tịch Bích Thiêu, Chủ tịch Ánh Hồng và tất cả những anh chị em chủ tịch và những anh chị em cùng đồng hành trong câu lạc bộ Chạm Tay Hóa Vàng đã giúp đỡ cho anh Phúc để anh Phúc có được cái ngày hôm nay. Thì lúc mà Phúc chưa bước vào câu lạc bộ thì những cái mối quan hệ xung quanh của anh Phúc, từ chồng mình, con mình cho đến là ba mẹ và cũng chính là cái bản thân của mình, và mình cũng luôn luôn là nó chưa theo cái cách mình muốn và mình bắt họ phải thay đổi theo cái cách của mình muốn. Và có ai đã từng như em Phúc hoặc là đang như em Phúc đã từng trải qua như vậy không ạ? Yes, thì chúng ta thường muốn họ làm theo cái cách của mình, nhưng mà chúng ta không có hiểu rằng chúng ta bắt họ làm cái này, bắt họ làm cái kia, sau đó một thời gian và mình cũng giống như họ luôn. Và cái mối quan hệ nó diễn ra ngày càng căng thẳng, ngày càng không có cái sự bình an và sự hạnh phúc ở đây. Vậy ngày hôm nay Phúc sẽ chia sẻ cho cả nhà một cái bí kíp. Và Phúc hy vọng rằng, Phúc mong muốn rằng sau cái bí kíp này, chúng ta sẽ có một cái cuộc sống rất là hạnh phúc luôn. Và những cái điều mà chúng ta mong muốn đó nó sẽ nhanh chóng và hiện hữu ngoài cái cuộc sống của anh chị luôn ha. Rồi, cái bí kíp đó là cái cách làm sao để chúng ta kết nối, chúng ta liên hệ, chúng ta kết nối với tiềm thức của người thân của anh chị, chồng của anh chị, con của anh chị, ba mẹ của anh chị. Đó, để mà chúng ta tạo ra một mối quan hệ hạnh phúc, hòa hợp, hạnh phúc và chúng ta hướng đến cái sự thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc, trọn vẹn suốt cả cuộc đời luôn. Và thì để mà có được điều này thì chúng ta cần cả ba yếu tố cả nhà ha. Ba cái lĩnh vực đó là tài chính, mối quan hệ và sức khỏe. Thì ở cái livestream trước Phúc cũng đã chia sẻ của mình rất là kỹ, rất là nhiều về cái cách mà chúng ta, những cái bí kíp giúp chúng ta thu hút tiền bạc như luật hấp dẫn, những cái cảm xúc chúng ta đón nhận tiền và những cái điều mà nó liên quan về cái cách quản lý tiền. Nó rất là nhiều cái kiến thức ở trong livestream đó ha. Những anh chị mới mình có thể xem lại và ghi chép và ứng dụng những cái kiến thức đó cho mình ha. Rồi, vậy thì ngày hôm nay tất cả chúng ta, anh chị em của mình đã biết về luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức chưa ạ? Không, chúng ta có thể không biết cái điều gì đó, nhưng mà có một điều quan trọng, đó là chúng ta phải biết ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn vào trong cuộc sống của chúng ta ha. Thì tất cả mọi thứ xung quanh của chúng ta đó là năng lượng, thì Phúc cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Và cái con người của chúng ta nó cũng đến từ năng lượng. Và cái kiến thức ngày hôm nay Phúc chia sẻ không có cái gì gọi là mê tín dị đoan ở đây cả. Đó là những cái kiến thức khoa học Phúc được học từ trong sách vở, Phúc được học từ những bậc thầy hiền triết, Phúc được học từ những người thầy trong câu lạc bộ Nhận Tái Hóa Vàng, những người vị thuyền trưởng họ đã học những cái kiến thức này từ những cái bậc hiền triết trên thế giới. Và hy vọng là mọi người sẽ đón nhận những cái kiến thức này. Và người thân, có một cái điều đó là người thân của anh chị ha, những cái người mà anh chị hay nghĩ về, những cái người bên cạnh anh chị đó, họ sẽ phát triển theo cái hướng mà anh chị tập trung vào. Có nghĩa là mỗi một ngày anh chị suy nghĩ gì, anh chị nói gì về họ, anh chị suy nghĩ gì về họ, anh chị tập trung cái điều gì về họ, anh chị có cái niềm tin gì về họ, thì họ sẽ phát triển theo cái chiều hướng đó. Dù những cái điều mà anh chị suy nghĩ, anh chị tập trung vào họ đó là tốt hay không tốt, thì cái điều đó nó sẽ phát triển lên mỗi ngày như vậy. Và ví dụ nha, ví dụ như con của anh chị, bây giờ anh chị đang tập trung vào những cái điều không tốt của anh chị. Con của anh chị nói rằng con của anh chị là chưa được ngoan, và anh chị luôn luôn tập trung vào những cái điều mà không tốt về con. Anh chị có cái niềm tin, anh chị cài đặt vào bên trong tiềm thức của con của anh chị rằng là lúc nào con của anh chị nó cũng chưa ngoan cả. Vậy thì ngay cái đứa con của anh chị nó sẽ tin ngay cái điều đó. Mặc dù nó có thông minh, nó có ngoan cỡ nào đi nữa, nhưng mà anh chị gặp một cái tình huống nào đó, một cái sự kiện nào đó, anh chị nói rằng con của anh chị chưa ngoan, và dần chuyển thành cái thói quen của anh chị, nói về con của anh chị rằng là anh chị
nghĩ ngay là con của anh chị chưa ngoan. Và con của anh chị sẽ tin điều đó thành thật. Và bắt đầu cái năng lượng của con của anh chị sẽ giảm xuống rất là nhiều luôn. Và khi mà cái niềm tin và cái suy nghĩ và cái cảm xúc của bên trong của chúng ta nó sẽ mạnh hơn lời nói của chúng ta cả nhà ha. Ví dụ như con của anh chị mà anh chị dành những cái lời khen nhưng mà nó không xuất phát từ cái tâm của anh chị, không xuất phát từ cái tấm lòng của anh chị, đó là anh chị khen với cái sự hững hờ như vậy á, thì bên trong của anh chị luôn luôn có sự bất an, luôn luôn có cái sự lo lắng những cái điều mà chưa an toàn với con của anh chị, thì những cái điều mà chưa an toàn đó nó sẽ xảy ra bởi vì những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ bên trong của chúng ta nó sẽ mạnh hơn cái lời nói ở bên ngoài. Rồi cả nhà lưu ý cho cái điều này ha. Mọi thứ xung quanh của chúng ta, từ lời ăn, tiếng nói, từ những cái suy nghĩ, từ những cái cách sắp xếp mọi thứ trong gia đình của chúng ta, thậm chí là những cái cách mình suy nghĩ về mọi người xung quanh, thì nó đều ảnh hưởng đến sự thay đổi và sự chuyển hóa của họ. Có một cái cách để giúp cho anh chị em của mình có một cái mối quan hệ hòa hợp hơn, hạnh phúc hơn với người thân và gia đình của mình, đó là khi mà tình yêu thương của chúng ta đối với một ai đó nó lớn đến cái cỡ mà dù là anh chị suy nghĩ về họ, cái cách mà chúng ta nói về họ, cái cách chúng ta nghĩ về họ có tích cực hay không tích cực thì nó sẽ ảnh hưởng và rất là nhanh hơn với những cái người mà chúng ta không có, chúng ta chưa cảm nhận được tình yêu thương. Anh chị có hiểu điều này không ạ? Hiểu là khi tình yêu thương của mình, của bản thân mình này với một ai đó nó lớn đến cái cỡ mà chúng ta suy nghĩ gì, nói gì về họ thì nó sẽ ảnh hưởng và đến cái người đó, và nó chuyển hóa rất là nhanh so với những người bên ngoài. Ví dụ như là những người thân trong gia đình của anh chị đó, thì anh chị sẽ ứng dụng, anh sẽ giúp họ thay đổi rất là nhanh hơn so với người bên ngoài. Và nhờ vào cái tình yêu thương đó, cái tình yêu thương. Nhưng mà có một số anh chị sẽ có cái niềm tin trong quá khứ, là khi mà anh chị nghĩ về cái luôn bị cài đặt cái niềm tin trong quá khứ là tôi sẽ giúp đỡ, tôi sẽ nói với người ngoài là họ sẽ dễ nghe hơn là đối với người thân trong gia đình. Hoặc là khi anh chị gặp một cái tình huống gì đó và anh chị nghĩ rằng là cái người này tôi nói là nghe hơn là cái người ở trong nhà của mình đó. Vậy thì khi anh chị nghĩ về một ai đó, chúng ta thấy một ai đó, chúng ta nói về một ai đó, ngay cái lúc này là chúng ta đang tạo ra một cái tình yêu thương. Chúng ta tạo ra một tình yêu thương và chúng ta đang bắt một cây cầu từ tiềm thức của chúng ta đến cái tiềm thức của người đó. Và chúng ta muốn xây dựng cái cây cầu này càng ngày càng vững chắc, càng mạnh lên. Vậy thì bắt buộc tình yêu thương của chúng ta càng lớn, hay nói một cách khác, tình yêu thương càng lớn thì cây cầu này nó sẽ càng vững chắc, nó sẽ càng mạnh. Và khi mà chúng ta có cây cầu rồi, mỗi một ngày chúng ta cần truyền đạt những cái gì, chúng ta cần nói những cái gì, và chúng ta sẽ dùng tiềm thức, chúng ta không dùng ý thức, và sau đó họ sẽ thay đổi và chính họ cũng không biết rằng là họ thay đổi tại vì sao luôn. Do chính mình đang muốn ở cái điều gì và chúng ta đang cài đặt vào ở họ cái điều đó. Ví dụ nha ha, thì cái quy trình ngày hôm nay Phúc chia sẻ với cả nhà của mình, bất cứ một cái mối quan hệ nào thì chúng ta phải tuân theo cái quy trình, chúng ta phải làm theo đúng cái quy trình. Đầu tiên là chúng ta phải biết ơn họ, sau đó chúng ta xin lỗi và chúng ta cài đặt những cái điều mình mong muốn về họ. Và trước tiên đó chính là bản thân của mình. Chúng ta muốn giúp đỡ ai đó phát triển thì đầu tiên chúng ta phải phát triển bản thân mình. Chúng ta muốn giúp ai giàu có thì đầu tiên bản thân mình phải giàu có. Rồi những cái mối quan hệ mà cần cài đặt lại tiềm thức, đó là trước tiên là chính tiềm thức của chính mình ha. Sau đó là tiềm thức của, sau đó là đến cơ thể của mình, sau đó là con của mình, chồng của mình, ba mẹ của mình và những cái mối quan hệ anh chị em quan trọng trong dòng họ của mình ha. Rồi ngày hôm nay cũng sẽ đưa ra một cái ví dụ cho cả nhà của mình dễ hiểu. Ví dụ như một cái đứa trẻ ha, một đứa trẻ mà anh chị nhờ nó giúp một cái điều gì đó và anh chị nói cảm ơn, anh chị dành những cái lời khen cho nó, thì sau này nó sẽ giúp cho anh chị nhiều cái việc khác nữa, những cái lần khác nữa. Và khi mà đứa trẻ này anh chị làm một cái điều gì đó có lỗi và gây tổn thương đến nó, anh chị bắt đầu mình xoa dịu cái nỗi đau cho nó, anh chị xin lỗi nó, vậy thì nó sẽ có những cái cảm nhận, nó sẽ có những cái cảm nhận như là nó vẫn còn được yêu thương,
Thì đó là những cái cảm nhận của một đứa trẻ. Vậy thì tiềm thức của chúng ta cũng vậy, nó cũng cần được cảm ơn, nó cũng cần được xin lỗi, và nó cũng cần được xoa dịu những cái nỗi đau, và nó cũng cần biết được rằng nó quan trọng và nó giúp cho cái cuộc sống của chúng ta nó như thế nào. Vậy đầu tiên đó là tiềm thức của chúng mình. Anh chị hãy viết như thế này ha. Lời đầu tiên là biết ơn, sau đó xin lỗi, và chúng ta sẽ cài đặt lại những cái điều mình mong muốn cho tiềm thức của mình. Thì anh chị sẽ viết cho tiềm thức của mình là: tôi biết ơn tiềm thức của tôi, cảm ơn bạn luôn lúc nào cũng bên cạnh tôi và giúp cho tôi đạt được tất cả những cái mục tiêu của tôi. Và sau đó anh chị sẽ xin lỗi bởi vì rằng có những lúc bạn ở bên cạnh tôi nhưng mà tôi không hề biết, có những lúc bạn giúp cho tôi đạt được những cái mục tiêu của tôi nhưng mà tôi không hề biết và công nhận cái sự thành công của bạn, có những lúc tôi làm tổn thương bạn tôi cũng chưa nhận thức được cái điều đó. Và anh chị sẽ cài đặt: tiềm thức của tôi rất là giỏi, tiềm thức của tôi siêu trí tuệ, tiềm thức của tôi giúp đỡ cho tôi đạt được tất cả những cái mục tiêu của mình, hoặc là tiềm thức của tôi luôn đồng hành và hưởng ứng 100% mọi cái mục tiêu của tôi, và một cách nhanh nhất, tốt nhất và dễ dàng nhất. Và có một cái lời hứa giống như là để mà khẳng định lại những cái điều đó, và tiềm thức sẽ làm cho mình, đó là kể từ nay về sau tôi và bạn sẽ cùng nhau thành công, cùng nhau phát triển, cùng nhau giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc trọn vẹn suốt cả cuộc đời, và tôi sẽ dành cho bạn những cái điều tốt nhất trên cái cuộc đời này. Rồi, và sau đó anh chị sẽ viết về cơ thể của mình ha. Anh chị sẽ biết ơn về cơ thể của anh chị. Ví dụ như biết ơn về cơ thể của tôi bởi vì rằng cơ thể của tôi luôn có đầy đủ tất cả những cái bộ phận trên cơ thể của mình, và tôi hạnh phúc vì điều đó. Biết ơn tôi có một cái cơ thể trọn vẹn để tôi có một cái cuộc sống thuận lợi, hoặc là biết ơn cơ thể của tôi đưa tôi đến những cái nơi mình muốn, giúp cho tôi làm những cái việc mà tôi thích, và giúp cho tôi có những cái suy nghĩ, những cái việc mà giúp cho tôi đạt được những cái điều mà tôi mong muốn trong cuộc sống. Tôi cũng xin lỗi bạn bởi vì rằng những cái lúc tôi không vui, những cái lúc tôi không bình tĩnh, những cái lúc tôi không tích cực trong cuộc sống, tôi đã làm tổn thương của bạn đến với bạn, bởi vì là những cái lúc đó mình tạo ra một cái đường không khí, luồng khí oxy hóa, nó sẽ vào trong tế bào và trong từng cơ quan trong cơ thể của chúng ta, nó sẽ làm tổn thương cái cơ thể của chúng ta cả nhà ha. Rồi, và xin lỗi bạn những cái lúc mà tôi ăn những cái thức ăn không tốt làm tổn hại đến bạn, và chúng ta cần phải xoa dịu những cái nỗi đau cho cái cơ thể của mình ha. Rồi chúng ta cài đặt lại cho cơ thể của mình là những cái điều mà anh chị mong muốn ha. Ví dụ như anh chị có một cơ thể tràn đầy năng lượng, một cơ thể siêu khỏe mạnh, làn da lúc nào cũng rất là căng bóng, rất là mịn màng, anh chị có vóc dáng rất là hoàn hảo giống như anh chị mong muốn, một cái đường cong quyến rũ, và anh chị có một cái bộ não siêu trí tuệ, anh chị có tình yêu thương và lòng biết ơn bao la để anh chị giúp đỡ được nhiều người hơn. Và anh chị sẽ nói rằng là từ nay về sau tôi và bạn sẽ cùng đồng hành, cùng nhau trên cái hành trình thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc trọn vẹn suốt cả cuộc đời. Rồi đó là với chính mình ha, với tiềm thức của chính mình, với cơ thể của chúng mình. Rồi sau đó khi mà hòa hợp được với tiềm thức của chính mình, với cơ thể của chính mình, anh chị sẽ bắt đầu mình cài đặt tiềm thức cho con của mình, chồng của mình, ba mẹ của mình, hay là những mối quan hệ anh chị em quan trọng của mình ha. Rồi thì với con cái của mình thì hoặc là những mối quan hệ đó, cha mẹ hay chồng của mình, thì chúng ta chỉ viết một lần vào trong cái sổ ước mơ của mình, vì bởi vì là nó khá là dài nên là chúng ta viết một lần, và sau này sau cái bước này thì Phúc sẽ chia sẻ với cả nhà của mình cái cách ứng dụng. Đầu tiên chúng ta phải viết vào sổ ước mơ của mình ha, vì những cái cài đặt mà chúng ta mong muốn về họ, ví dụ như con của anh chị, đầu tiên anh chị sẽ biết ơn về con của anh chị, biết ơn con đến với cái cuộc sống của ba mẹ, biết ơn con là động lực, là cái nguồn sống giúp cho ba mẹ có cái cuộc sống mà chịu trách nhiệm hơn về cuộc sống của mình. Biết ơn con mang đến niềm vui, mang đến tiếng cười và mang đến cái sự hạnh phúc cho gia đình của mình. Rồi biết ơn và xin lỗi con vì những cái lúc mà những cái lúc mẹ tôi những cái lúc tôi không tích cực, những cái lúc mẹ không tích cực, những cái lúc là mẹ đã nói những cái lời nói, những cái suy nghĩ làm tổn thương đến con, mẹ xin lỗi con bởi vì rằng là có những cái lúc mình chưa có dành cái thời gian trọn vẹn, những cái thời gian chất lượng cho con để mà dạy con những cái điều mà đúng cái lứa tuổi con đang cần. Hoặc là anh chị xin lỗi con bởi vì anh chị cũng chưa có thể cho con một cái môi trường tốt, hoặc là một cái dinh dưỡng gì đó tốt nhất đối với con.
rồi anh chị sẽ cài đặt về sức khỏe của con ha. Thì trước khi mà chia sẻ cái điều này thì Phúc kể với cả nhà một cái câu chuyện. Một cái câu chuyện được Chủ tịch Nguyễn Diễm thì Phúc cũng học lại từ một chị chủ tịch kể lại câu chuyện này trong câu lạc bộ Chàng Trai Hóa Vàng. Thì đây là một cái câu chuyện có thật trên thế giới ha, của một người nổi tiếng trên thế giới. Thì cái câu chuyện này là của một người đàn ông trên thế giới. Người đàn ông này có một cậu con trai 3 tuổi và ông ấy cũng học, cũng hiểu biết về luật hấp dẫn và ông ấy đã ứng dụng vào trong cái cuộc sống của con mình. Ông ấy thuê một người, ông ấy tổ chức một buổi tiệc và thuê một cái cậu con trai trưởng thành, giàu có, thành công. Và cậu con trai này có sở hữu những cái điều mà ông mong muốn rằng ông cài đặt cho con trai của mình á. Và cậu con trai này đến cái buổi tiệc đó và thông báo mình là người trưởng thành. Thông báo giống như anh con trai, người con trai 15 tuổi đó diễn cái vai là đứa con của ông. Lúc 3 tuổi sau này ông sẽ trưởng thành, ở cái lúc 15 tuổi nó sẽ có những cái điều gì. Và lúc này đây thì những người thân trong gia đình của ông á là đều biết về luật hấp dẫn nha. Còn nếu những người không biết thì họ sẽ nói là điên rồ hay ảo tưởng. Vậy thì cậu con trai này mới tuyên bố một cái điều đó là con biết ơn ba mẹ, biết ơn cô dì chú bác, những anh chị em họ hàng đã giúp đỡ cho con, đã cho con có được cái ngày hôm nay. Và con đã tự thân của mình, con đã có sở hữu được những cái năm triệu đô tài sản cho riêng mình. Con đã có một cái chiếc xe tuyệt vời, một chiếc xe mơ ước, chiếc xe Lamborghini màu đỏ, là con đã sở hữu cho mình một cái dinh thự và do tự cái tay con cùng với cộng sự của con kiếm ra. Thì từ đây là một cái câu chuyện có thật. Và kết quả sau 15 năm, sau 15 năm thì đứa con 3 tuổi đó nó trở thành một cái con người nổi, gần như là hoàn toàn giống cái cậu thanh niên 15 tuổi lúc đó đã diễn cái vai như vậy luôn. Từ những cái tài sản và cho đến là cái khuôn mặt, cái hình hài, cái chiều cao nó cũng tương ứng như vậy luôn. Thì đó là, đây là một cái câu chuyện có thật ha, có thật cả nhà ha. Và đây là một cái công thức rất là tuyệt vời của những người thành công trên thế giới. Và cái việc đó thì ngay từ những cái câu chuyện này thì anh chị hãy hình dung rằng cái việc mà tại sao chúng ta nên cài đặt cái tiềm thức cho người thân của mình, cho con của mình, nó rất là quan trọng luôn. Thì Phúc trước đây Phúc chưa biết tới đâu, nhưng mà Phúc cũng cài đặt cho con của mình. Đó là những cái suy nghĩ của mình thôi. Phúc cài đặt cho con mình là đi đến đâu người ta yêu thương đến đó, mọi người yêu thương đến đó. Và đúng cái thực sự là như vậy luôn. Nó đi đến đâu nó thể hiện cái sự khôn ngoan của một con của Phúc, cũng mới 3 tuổi 5 ngày thôi, nhưng mà nó thể hiện cái sự khôn ngoan và nó đi đến đâu thì nó mang quà về đến đó. Nó biết cách thể hiện tình yêu thương với cha mẹ, với những người lớn. Và nó có một cái rất là đặc biệt, Phúc luôn cài đặt cho con của mình là nhanh nhẹn, hoạt bát, thông minh, vui vẻ, đi đến đâu người ta yêu thương đến đó. Và có một cái rất đặc biệt là nó cũng rất là nhanh nhẹn, nó lanh lẹ, nó hoạt bát so với những cái người bạn của nó, với cái lứa tuổi của nó rất là nhiều luôn. Sau này thì Phúc mới biết về những cái kiến thức này và Phúc ứng dụng thêm, Phúc cài đặt thêm về cho con của mình, là cái lúc mấy tuổi đó con sẽ như thế nào, mấy tuổi đó con sẽ như thế nào, mình ứng dụng luôn cả nhà ha. Ngày hôm nay cả nhà học được cái kiến thức này nó rất là may mắn, và chúng ta hãy ứng dụng vào cho con của mình, cho những cái người thân trong gia đình của mình luôn. Anh chị cài đặt về sức khỏe, ví dụ như là con của tôi luôn khỏe mạnh trong bất kỳ một cái hoàn cảnh, một cái tình huống nào, và luôn có phẩm chất, những cái tư duy, những cái đức tính của người thành công, giống như chịu trách nhiệm nè, lãnh đạo uy tín nè, rồi có những cái suy nghĩ lớn, ước mơ lớn, những cái hoài bão lớn, và có kể cả cái tầm nhìn của người thành công và giàu có luôn. Anh chị cứ cài đặt như vậy đi, và sau dần dần anh chị tin về điều đó đây, bởi vì tất cả mọi thứ nó cũng đến từ cái niềm tin, từ cái năng lượng. Và anh chị cần cài đặt tiềm thức thôi, chúng ta không dùng tiềm thức để mà điều chỉnh hay là cân nhắc ở con một cái điều gì cả cả nhà ha. Rồi vậy thì anh chị cũng biết ơn con nha, biết ơn con đến với cuộc đời của mẹ. Thì Phúc cũng đã chia sẻ với cả nhà mình rồi, và xin lỗi. Sau đó là anh chị cài đặt lại những cái điều mình mong muốn về con sau 10 tuổi, 15 tuổi, hoặc là bao nhiêu tuổi đó, anh chị mong muốn ở mức tuổi nào đó con sẽ có cái điều gì, sở hữu tài sản gì, có tư duy gì. Đó là rồi những cái chia sẻ về con ha. Rồi hoặc là bây giờ anh chị sẽ chia sẻ một cái điều về người chồng hoặc người vợ của anh chị ha. Ở đây Phúc có chồng thì Phúc sẽ chia sẻ về chồng của mình. Thì anh chị sẽ cần cài đặt những cái điều gì. Đầu tiên anh chị sẽ biết ơn, xin lỗi và cài đặt, biết ơn những cái điều mà anh chị là anh chị hãy nghĩ như thế này nè,
nghĩ thế này thì anh chị sẽ cảm thấy rằng mình biết ơn cái người đó nhiều hơn. À, khi mà anh chị nghĩ đi, cha mẹ của anh, của họ, của chồng của anh chị đó sinh ra anh ấy, nhưng rồi anh ấy có dành thời gian để cận kề, để chăm sóc, để yêu thương họ giống như là yêu thương mình và con của mình hay không? À, cha mẹ họ sinh ra nhưng mà họ không làm được điều đó cho ba mẹ của mình, mặc dù có những anh thì cũng làm rất là tốt, mặc dù nhưng mà cũng không thể nào mà cận kề và dành cái tình yêu thương nó trọn vẹn giống như đối với mình và con của mình. Thì anh chị hãy có cái cảm xúc, cái tình yêu thương nó càng nhiều hơn đó. Vậy thì anh chị biết ơn anh đến với cuộc sống của em, đến biết ơn anh luôn ủng hộ, luôn đồng tình, luôn yêu thương và chiều chuộng em mỗi ngày, biết ơn anh luôn hỗ trợ, luôn hậu thuẫn với cho em trên cái hành trình mà em thực hiện cái ước mơ của mình. Biết ơn anh luôn là dành những cái thời gian chất lượng cho em và con trong gia đình. Biết ơn anh luôn chủ động trong cuộc sống. Phúc biết được tư duy này, Phúc cài đặt cho chồng ha. Trước đây thì chồng Phúc không có sự chủ động, mặc dù anh cũng rất là chân thành, rất là nhiệt tình, nhưng mà anh lại không có cái tư duy là mình chủ động trong cuộc sống, và thành ra Phúc bị gánh nặng. Phúc cảm thấy rằng mình bị gánh nặng và mình áp lực trong cuộc sống của mình. Và cho đến khi mà Phúc biết được đó, thì Phúc cài đặt lại cái tư duy này, thì anh là người chủ động trong cuộc sống, luôn ủng hộ mọi cái mong muốn, mọi cái mục tiêu, mọi cái hành trình, mọi cái quyết định của Phúc. Thì đúng là như vậy luôn. Bắt đầu từ một con người không chủ động, chuyển sang chủ động, anh ấy tự động làm tất cả mọi việc để mà hỗ trợ cho Phúc trong cái việc mà Phúc phát triển bản thân của mình. Từ những cái việc nhà, rửa chén hay là nấu cơm, hay là những cái điều nhỏ nhặt nhất, nhưng là rất là biết ơn anh luôn. Cho đến là việc anh chăm sóc con và dạy con rất là khéo léo, rất là tuyệt vời luôn ha. Và anh chị sẽ xin lỗi ha, xin lỗi chồng để xoa dịu những cái nỗi đau, những cái điều mình chưa có tích cực với anh trước đây. Thì xin lỗi anh bởi những cái lời nói không tích cực, những cái suy nghĩ không tích cực làm tổn thương đến anh. Có những lúc làm cho anh không vui, có những lúc mình chưa có hiểu ý trọn vẹn của anh và làm chưa có hài lòng anh. Và mình cũng chưa có dành những xin lỗi bởi vì những cái lúc mình chưa dành thời gian chất lượng cho anh nhiều hơn. Để cho mà cuộc sống vợ chồng nó trọn vẹn, nó hòa hợp, nó hạnh phúc hơn ha. Vậy thì anh chị cần cài đặt lại những cái tư duy gì cho người chồng của mình, ví dụ như từ tài chính, mối quan hệ cho đến sức khỏe, anh chị muốn cái điều gì thì anh chị hãy liệt kê ra, nói ra tất cả mọi cái điều đó một lần trong cái quyển sổ ước mơ của mình. Có thể là tài chính, anh chị cài đặt cái thu nhập của người chồng của anh chị là bao nhiêu đó, rồi anh chị chồng của anh chị sẽ có tư duy phát triển bản thân nè, đọc sách nè, có những cái tư duy giống như là tư duy của người giàu, chịu trách nhiệm trong cuộc sống, chủ động trong cuộc sống, có mình khôn khéo, khéo léo trong cái giao tiếp xã hội, hoặc là luôn luôn tặng quà cho vợ, cho con vào những ngày đặc biệt và kể cả những ngày thường nữa, rồi giúp đỡ vợ, rồi có những cái tư duy thì nó giống như là anh chị muốn anh chồng có những cái cử chỉ gì đó để giúp cho cái cuộc sống hài hòa hạnh phúc hơn thì anh chị ghi ra ha. Rồi chồng của chị chăm sóc con như thế nào, mặc dù là không có sự có mặt của anh chị nhưng mà cũng rất là chu đáo và mình luôn yên tâm về cái điều đó. Anh chị có 100 điều, anh chị viết ra 100 điều. Anh chị có 50 điều, anh chị viết ra 50 điều. Mong muốn cái gì viết ra, hãy viết ra tất cả. Và anh chị dần dần anh chị sẽ thấy cái kết quả ha. Và anh chị sẽ nói một điều rằng là anh cùng em cùng xây dựng, cùng đồng hành, cùng tận hưởng một cuộc sống thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc trọn vẹn suốt cả cuộc đời. Rồi, vậy thì ba mẹ của mình cũng như vậy. Anh chị hãy dành những cái lời biết ơn đến cha mẹ của mình, những cái lời xin lỗi bởi vì những cái điều mình chưa làm được cho cha mẹ của mình, và cài đặt vào họ những cái điều anh chị muốn. Giống như là anh chị muốn cha mẹ của mình luôn khỏe mạnh, luôn tràn đầy năng lượng, luôn ở một giữ mãi cái tuổi thanh xuân của mình. Rồi cha mẹ luôn suy nghĩ tích cực để mà có cái sức khỏe tốt hơn. Và những cái điều mà anh chị muốn về cha mẹ anh chị hoặc cha mẹ chồng, mọi cái mối quan hệ nó đều được cả ha. Rồi và anh chị muốn cái điều gì anh chị cài đặt điều đó. Và chỉ cài đặt bằng tiềm thức thôi, chúng ta sẽ không sử dụng ý thức ở trong cái này ha. Rồi, và có một cái Phúc chia sẻ với cả nhà của mình là anh cái cách ứng dụng ha. Bây giờ là cái cách ứng dụng, cả nhà hãy ứng dụng cho anh Phúc. Chúng ta sẽ liên tưởng về hình ảnh mỗi ngày như vậy, chúng ta sẽ liên tưởng khi nói về, khi suy nghĩ về, chúng ta sẽ liên tưởng tới hình ảnh của họ. Hoặc là khi mà họ ngủ, chồng ngủ, con ngủ, hoặc là
ba mẹ những cái chuyến về mình thăm, mình được ở gần ba mẹ của mình á, thì anh chị hãy nói chuyện khi mà họ đang ngủ, nói chuyện với tiềm thức. Anh chị nghĩ nói về những cái điều mà anh chị đã từng viết ra trong cái quyển sổ ước mơ của mình, và anh chị sung sướng, anh chị hạnh phúc ra làm sao, đó là mình sống như thế đã đạt được rồi đó. Vậy thì có một cái điều đó là nghĩ gì nói gì về họ thì nó ảnh hưởng trực tiếp và nó sẽ chuyển hóa cái tính cách, cái suy nghĩ và cái cuộc sống của họ, của những người thân của chúng ta luôn, và họ sẽ phát triển theo cái hướng mà anh chị tập trung vào. Rồi những cái bí kíp này rất là tuyệt vời luôn cả nhà ha. Vậy thì anh chị hãy ứng dụng vào trong cuộc sống của này. Một lần nữa Phúc biết ơn tất cả những người thầy của Phúc đã cho Phúc cái kiến thức này, đã cho Phúc đã ứng dụng, và những anh chị trong câu lạc bộ cũng ứng dụng rất là thành công, bởi vì cái mối quan hệ nó là nền tảng cho mọi vấn đề. Chúng ta hãy hạnh phúc trọn vẹn suốt cả cuộc đời cả nhà ha. Rồi biết ơn cả nhà đã dành thời gian lắng nghe những cái chia sẻ của Phúc ngày hôm nay. Rồi xin chào cả nhà, và hẹn cả nhà trong cái chương trình sắp tới, Phúc cũng sẽ chia sẻ với cả nhà nhiều cái kiến thức nó giá trị hơn, và mong là anh chị sẽ đồng hành với Phúc nhiều hơn trong cái hành trình sắp tới. Rồi xin chào cả nhà.